đâu có nó mấy đứa kia nhẫn nhịn mấy đứa kia mày nó la mày la quá thở nhẫn thôi nhẫn nhịn bị quá lộ á. Dạ ơi má dữ lắm, ngàn mặt quanh rồi đã nói ngay giờ là làm đến hàng chứ giờ nguyên giống à. Dạ nguyên nguyên mà giống nói chuyện cũng giống tướng tá phải, đúng vậy đó. Phải nhiêu con nguyên mắt tròn chứ nữa là giống dữ tợn, giống trăm trăm à. Dạ chữ nguyên nó quà khác nó cũng dữ lắm. Bởi tôi đặt ha chằng ha bà chằng đó là vợ tôi đó à, rồi chằng cô đó là con Trương, rồi chằng cháu là Nguyên đó là vậy đó. Má nó bà chằng ha, bà chằng tới cô đó cháu dữ vậy đó. Dạ. Mà tặng thêm nó cãi tao cũng không hiền nó luôn, nó phải cãi nó tiền. Mà hãy mình này mình dở mình thương nó thôi. Anh Đông ngồi á, ngồi ngoài sau giống như em á, ngồi ngoài sau giống như anh ấy á. Thì mới mới thấy chỉ có tụi tới maximum có cột 8 thôi. Còn chị em đã ở đây người đó. Dạ. Thôi thông minh. Dạ. Trời ổng nói giò. Dạ. Đẹp người giỏi gì mùa lỗ ban lắm mà chính. Đẹp người thông minh ăn nói ngon lành, lúc mà 85 tuổi ăn nói vẫn ngon lành. Dạ. Ông cụ ông rồi trẻ bắt năm 1905 là ổng làm sản trưởng. Dạ. Rồi 1905 là tay nó bắt đầu cắt cầu lộ từ một ngày xuống thành phố với hồi xưa kia. Dạ. Cái vùng nó mới mẻ vậy đó. Rồi năm nào nó cắt nó bắt cầu ông bồng. Ông bồng thì nó bắt cầu mình dán nó lâu đời nhất nhất rồi. Dạ. Nó vậy. Nhưng mà hồi con biết là cầu bồng sập trơn rồi mà. Ừ rồi họ kẻ bắt lợi thôi. Dạ. Nó chỉ là cái vụ chánh. Dạ. Nó mới đắp thật. Dạ. Là hồi đó là nó mới lắm, cái xứ sở là mới lắm. Là ông nội tôi con kêu nổi là bà già bà cô đó. Không có chứ sẽ làm. Dạ. Bắt tôi bị ông chính nói về ngoại là nói cho lắm nha. Thì nó cũng biết lo gia đình. Con là trong ngoài cái việc quản lý gia đình, cũng biết quản lý đối xử với tôi chồng gia đình con cái bà thôi gia đình đó cũng ít có hạnh phúc, ít thôi là gì mới chuẩn mời gì mới tha dữ lắm, thành ra la sao la cách là xây giữa thân rồi vậy thôi, rồi la cũng bỏ thôi chứ không không có gì. Con lớn hơn Phong thì một người gìn giữ, người ít ra gìn giữ, con còn nhớ ông già dữ lắm, nhớ hồi con học thầy trai còn nhớ mà cái lúc mà má về bên đây má còn giữ chìa khóa tôi không có vào ngoài. Cái nhà dạ làm cái vườn sao đó năm dạ, năm công đất ngoài sao mà từ cây khế mà ra đám dấn á, dạ là bà cố con làm không, dạ tại vì chắc có lẽ ông cố có lẽ thành ra tính chuyện ông cố mà chết rồi nói nha, à, cha mày làm bộ chứ chết chắc gì. Rồi bà má ra đầu cũng quăng nữa giống mày á. Dạ, dạ. Mà con đều, giống, con giống. Mà đều nói mày á, là ông cố ra cũng chưa chắc sợ vợ, chắc là ông cố cũng nhịn bà thôi. Mười hồi đó hả là, ông ấy, hồi mà cỡ nhỏ nhỏ mười mấy á, là đi tập võ đó, là bắt đầu tới mà nghe mà đánh trống mấy hồi, đánh cái mỏ, nó mỏ. Mỏ mấy hồi hả là chuyện gì cũng, con ăn thằng không con nguyệt làm à, tao không có làm nữa là bỏ đi à. Đó, vậy á. Là nghe cái là con nói bữa đó đang tháo cái dũng mang ba muốn cái mương. Mà rồi nghe đến mỏ là bỏ lên tắm đi liền, bỏ mấy đứa này luôn. Ông ngoại nói rồi.
mỏ gọi rồi rồi đi đánh võ hồng từ tay vậy đó. Chị Mười có võ hàng chi rượt chị Mười dạy đâu kịp. rượt chạy quá hàng chân luôn. Ê, tao biết tại sao mà tao chạy không? Là bởi vì tao làm sai. Làm quá sai mà bả thì nhưng nó phải. Bả được thì tao chạy. Mày chạy không Nam Mô hả? À, tao chạy, chạy đã rồi chị biết không? Ba em chỉ gọi điện thoại nói vài tiếng thôi. Cả 10 năm nay em không giết hơn, giết không được. Con qua đây là ngồi ăn cháo đi. Đây. Đệ tử này lớn quá chứ hả? Thằng này này. Ờ, tao 19 tuổi rồi. Ừ. Ngồi ăn đi con. Hồi anh đi là em chưa có vợ phải không? À, chưa có vợ mà bây giờ về lời hấy rồi. Về lần sau nữa là chống gậy hết rồi. Về sau là tôi có cháu nội rồi đó. Ừ. Tôi qua mặt anh đó. Ờ, đó không sao, cái đó không sợ. Đây. Lấy cái mũ với em lên. Phải. Không hỏng sao. Dì hai ăn đi dì hai. Tại dì hai chưa có cha. Trời ơi đất ơi. Trời ơi múc dì ba ơi, dì hai chưa có chén. Có, có rạ múc rồi. Dạ. Tội nghiệp không? Cháu. Bà Út ăn bà Út. Anh kêu đặng rồi anh quay đó. À, kêu đặng quay đó. Tôi xe. Chị tôi xe. Dạ em ngồi đã luôn à. Tôi xe. Khóc cứ cười. Đang nhớ là kỷ niệm của miền Nam. Ừ, coi này là khóc thôi chứ không có cái cười đâu. Sao bữa nay mình rít ngày hôm qua mình đông quá, bữa nay mình rít quá vậy? Tản mát hết trơn rồi. Qua có khách mới đông này. Dạ. Dạ. Ở đây. Dạ. Đô lại. Đi chính đâu gì đâu, thấy gì chính đâu. Mà nói chuyện ở đây nào á. Dạ. Này ngộ quá ta, tại sao mà ngồi á? Một bên thì đàn ông không, một bên đàn bà không, hay quá vậy? Có đây, bên đây cũng có ông. Dạ. Mà ngồi hay thiệt á. Dạ. Là quá mẹ. Dạ. Phải hả? À, ngồi hay thiệt chứ. Bên đây 90 rồi. Mà bà thấy bà khỏe không? Khỏe là cũng mấy. Dạ, đánh giỏi đàng hoàng. Bà nhớ hết trơn nha chú. Dạ. Thì tư đừng cái chuyện mà dĩ vãng á, chuyện hồi xa xưa nhớ hết trơn. Thí dụ bữa mình nói chuyện với bà ngoài kia, vô đây hỏi lại thì bà không nhớ. Nhưng mà cái chuyện cũ bà nhớ. Chuyện là ai tuổi gì này kia, rồi má con tuổi gì, rồi cậu hai tuổi gì, rồi cậu ba. Nhớ hết. Dạ. Cái đó là trong tiềm ức rồi. Rồi. Có gì nữa con? Bà Chính ăn được, bà Chính. Bà Chính ăn được là tốt rồi. Có mấy bà già bữa nào tiếng với gì chơi bữa nha. Dạ. Má đi với đường xuống bà chứ. Dạ. Chơi với Nghĩa, nhớ Nghĩa không? Dạ, dạ. Nó bị nó mất thì tụi tôi ăn cơm tay trái hả? Ở bên Mỹ á, cái tay trái tay phải gì nó không có để ý tới. Nghĩa là người nào làm được tay gì thì ra tay đó, không có cử gì hết. À, như Việt Nam á, thì tay trái thấy nó hơi khác cái gì. Nhưng mà bên đó không sao hết. Thành ra thường thường ở bên Mỹ, nó xài luôn hai tay. À, này cũng chiều trái nữa nè. Không. Này cũng chiều trái nè. Chứ có gì đâu. Dạ. Mình khác là để ý nhiều á. Dạ đúng rồi. Tại vì cái đám trẻ sau này chiều trái. Dạ. Không ai để ý hết. Cậu Bảy kìa, cậu Bảy đang giữ giữ đầu lái kìa. Đứng bên này, đứng bên này ngược trở lại. Tay gì chói đó. Dạ. Chị tự cho nha. Ừ. Cái gì? Ừ. Nói gì không?
Thấy vậy. Ôi giời ơi, eo ngoại khẩu như là không lâu bằng nội vậy luôn. Chị về chị ở Bến Tre hả? Ông đây ở gì? Lúc ngoại vô lúc. Đi học mà. Dạ. Dạ. Không ở chung với chị Kiều hả? Ừ thì ở chung với Kiều á. Dạ. Với chị giúp chị. Dạ. Ở chỗ nào? Với không, cái này hả, cái này mình chưa sao. Nếu mà chụp ở đây, chụp sao? Chụp quá. Ờ, để khoan, để gặp chị Lê mới được. Chị Kiều mới được. Đập gái ở này được rồi, chứ đừng có bằng nữa. Thấy cao. Rồi, em chụp đây được nè. Dân số quá vậy. Con cháu đầy đàn mà con cháu thành đạt hết rồi. Đấy, cái người ngồi đang đứng đằng sau kia không thấy chị ấy đứng không quen đâu, đứng qua bên này không thấy chị kia. Đứng sát má đó. Đứng sát má rồi có thấy mấy bà này đâu. Không làm sao thấy mấy bà được rồi. Rồi, chị miếng xương miếng, rửa làm hai. Mấy cái này phải đưa đắp bồn. Dạ. Chị em chứ. Dạ. Bây giờ thì qua nay nó gần chết rồi. Thôi giờ chỉ thiên em cái đó là eo thì chính em hả? Mấy phim này chừng nào chính về có phim. À, cái này dì Chính về có phim. Em sẽ đem cái này trong gia đình thì dì Chính có đem phim về. Thôi giờ tạm biệt em. Dạ. Hẹn tái ngộ. Hẹn tái ngộ. Như vậy là coi như thằng Bảo nó không có duyên với chị. Không biết được đâu mà đi. Úc em nó chở về. Úc em chở về được. Úc em chở về được. Nhưng mà chở nguyên ngày nữa. Cấp lấy xe tế là quà. Ok, vậy thì được. Chị xin là đây. Dạ. Vậy mới qua Mỹ được chứ. Tập sự phải không? À, phải tập sự vậy mới được. Vậy. Đồng Phương không? Ngồi đây thằng Sáu đi. Phương, ủa mày có chặn nấu được. Không sao đây, mặc áo tao nè mày. Kêu mày ba. Mặt đại mày đứng ngồi ngoài sao? Một hai ba rồi ra anh ra nữa ra chụp cho gì ba con anh đứng anh vô ba. Anh vô đứng xuống nhờ với gì với chị ba ba hai ba dạ. Hai trở lại đây đứng mà cầu bảy tôi giữa đứng mà cầu bảy đi tới cười đẹp Việt Nam à. Ăn hồi nào ông bánh canh. Dạ. Em bánh canh hay gì? Dạ, bánh canh. Để đi chờ gì chín mặc đồ. Được. Mấy hình coi được không gì sao? Được. Cô sao? Được. Dạ. Trời đất ơi. Hai chị em lọt ở dưới đó. Em ơi. Bà xã em à. Em nghĩ đứng vào hướng. 1, 2, 3. Rồi, chụp chân dung riêng chỉ hai cái. Cái này là quay phim hay gì chính. Chị Chính cái này mới mốc ra, chị Chính về là chị Chính có đem theo cái này về. Dạ, chị Chính phải đem cái phim về. Em quay dưới nghe em. Dạ. Chị bận quần khác. Ừ. Trắng trắng cái. Không sao đâu, vậy là cho thấy. Cho thấy hình rất dạ. Dạ, dạ, dạ.
dạ, một nửa vậy thôi chứ. Dạ, một nửa thôi. Dạ, nửa thôi. Dạ, chụp nguyên người. À, em chụp nguyên người, nguyên người một cái. À, cười cười chút với vui chứ. Dạ đó, chị có lấy vừa. Đó đó, chính kìa. Đúng rồi. À, à, đúng rồi. Vừa chỉ hơi dài thôi. Chụp cho anh vui vui. Mày bà đắt, mày đắt. Chị ngồi cao lên chút, chị ngồi hơi thấp. Vậy chứ. Chị Chính á, nhìn cái máy này chị Chính, đó, đó, đó. 1, 2, 3. Giống Kính á. Dạ. Giống Kính á, đó, 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 đó. 1, 2, 3. Ai cũng khen dì Chính hết trơn á. Đó, dì Chính là lớn tuổi mà tốt người quá. Dì đẹp quá. Hai bà đẹp quá. Em dì Mỹ á. Đó, Tí Hon đó. Vợ chồng Tí Hon đó. Mày muốn nói gì nữa không? Mày không nhắn tao về hả mày? Em không nói đàng hoàng, nói là 10 năm sau anh về em sẽ có vài đứa con nữa, mày mà sản xuất nữa không? Thôi thôi hả? Đủ hả? Đủ rồi, rồi. Biết qua Mỹ mà không chịu mà. Chưa, chắc cũng vài năm nữa. Mỹ à, so với hồi xưa là mập hơn nhiều, à, mập nhiều. Mà mới mập đây hả? Chừng 5-7 năm nay vậy. Ghé chứ trời ơi, đàn ông mà không ghé là trật lất á. Không có ghé mà tại vì dám vô đâu. Bạn nhảy vô đâu hả? Tại bác Tư ngồi đây hai anh em quay đem về Mỹ. Ừ, quay đem về Mỹ hả con? Con nói chuyện gì Chính khỏe không? Gì Chính? Bà, dạ đấy, bà Chính nha. À, bây giờ bà Chính không có ăn trầu thì bà Chính uống sữa. Cho thuốc con dạ. Dạ. Sớm vậy bà? Dạ. Chưa, giờ chú ba mình về ngoài mình giỏi nha. Khi nào chú ba mình về nữa nữa thì chị còn mình giỏi thì lên thăm mình. Tính tới về, em về lâu ngày em sẽ đi một vòng. Có bà bãi. Bà có vô thấy yếu hay chứ. Bây giờ bà bãi như giờ chín rồi ha. Chịu. Chính rồi đi là mình đi rồi đó. Dạ. Có bác sĩ nhà thì cũng đỡ. Thì mình nuôi heo được rồi, mình làm bếp ga cũng được nữa, nuôi heo hoài đó. Mà đi xa đó chứ. Dạ. Đi chừng 10 cái số nữa. Thôi đi chi dữ vậy? Không mệt. Dạ. Không mà không nhức. Cô Tám nhìn con đi chứ, cô Tám cứ nhìn về hướng của con. Dạ, cái mặt xuống chút. Sợ vậy đó. Để lâu một chút. Thôi mời vô. Mời vô, mời vô, mời vô đi. Rồi vô ăn nè cậu. Vô, vô, vô. Nó nhìn kỹ là má con có nét của cậu. Không lẽ không ăn chứ tại họ ăn em phải có chứ không có nói gì hết. Không lẽ ăn. Không, mấy bà là đi xe của anh Hùng đỡ. Không không có chạy như mấy thằng trẻ. Ba ba nhà đâu. Ba ba ba. Chạy thẳng. Rồi lứa đắm. Lứa ăn được. Chị coi luôn vậy. Chưa ăn được, không ăn được. Rồi ăn đi, ăn đi. Chưa ăn được, cái nào nói cho đành nó chưa ăn được. Trời chén. À chưa ăn được. Chưa ăn được đâu. Cái này là tiêu chuẩn Việt Nam. Tôi chưa xong vậy đây. Tiêu chuẩn Mỹ là sáng chiều uống cà phê. Nữa ăn tôi ăn món mình nó có xôi mà nó u hấp xôi vậy có con xôi vô té nữa. U hấp à? Chỉ là con khỉ là từ nhỏ tới lớn mà. Con tôi đánh cờ lớn vậy lớn rồi đánh cờ, 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 đánh cờ,